Đây, mình xong mình lúc tiếp đúng không? Mình thông thường phải hay để bẻ một bên trước này. Mình nhìn dây bên kia xem nó thẳng hàng chưa này. Đó, mình để này đúng không ạ? Hai cái dây của mình thẳng với nhau được. Này, chênh một chút xíu đúng không ạ? Đấy là có thể không cần phải đặt trên mặt bàn để mình ướm lại đúng không? Mình so phần đuôi dây bên kia là mình biết được ngay là cái của mình bẻ có, có thẳng hay không? Đó, như vậy là thẳng rồi đúng không ạ? anh chị đặt trên mặt phẳng ngang này. Đó, anh chị xem được nhé. Đó, như vậy là lúc được lúc chữ T đúng không ạ? Đó, để này mình hãy để này đó, để này đúng không ạ dây hai bên trùng với nhau thì tức là nó thẳng này đúng không ạ cái thứ hai bên này mình bẻ lúc phong đối dạng đóng. đây mình đánh dấu hai cái hai mình vạch một cái thôi nhá để trừ một cái thôi mọi người biết mình đánh dấu hai cái là để biết là cái cung hai thôi đó đây là điểm đánh dấu của mình này để xem lại xem đúng chưa này đó điểm đánh dấu của mình đúng không ạ Thế bên này mình để bẻ khác một chút xíu nha điểm đánh dấu của mình đấy đúng không ạ đây mình vạch lại trên này này đó để đánh dấu của mình đây thì trong trường hợp này mình bẻ lúc phong đối dạng đóng mình sẽ kẹp kìm ở phía xa để đánh dấu nha lúc nãy mình kẹp bẻ một hai ba là mình kẹp đây đúng không ạ à, kẹp bẻ lúc t mình kẹp đây đúng không ạ ngay vị trí đánh dấu này bây giờ mình kẹp phía xa này đúng không ạ cách vị trí đánh dấu này ra mình bắt đầu mình bẻ lên này đó mình để ý nha cái phần này là kẹp khác đúng không ạ lúc nãy kẹp phía này bẻ lên ở đây đúng không ạ đánh dấu đây bẻ lên đây bây giờ kẹp cách vị trí đánh dấu ra mình không bẻ tại vị trí đánh dấu mà mình kẹp phía xa ra này để các cuồng lên này lý do tại sao ạ lý do là chút nữa cái cái lúc chữ T, -t uh, lúc vòng đối dạng đóng của mình ấy, cái chân lúc thứ hai nó quay trở về phía bên này đúng không ạ quay trở về nó chạm cái điểm vị trí mình đánh dấu này đó Ở cách khoảng tầm bảy ly này mình khép tiền tuyết mình bẻ hai vòng xoắn này cái tiền một hai ba bảy là pizza này, hai bà bà chút xíu, hai bà bà Hai bà bà một chút xíu một chút Đó. thì đây mọi người thấy có thể thấy là khi mình bẻ lại như thế này đúng không ạ thì chân lúc thứ hai của mình này nó nằm ở ngay sát cái vị trí mình đánh dấu này đó còn nếu mọi người kẹp ngay vị trí đánh dấu của mình bẻ thì chân lúc của mình sẽ sẽ đi nó lại vướng cái mắc cài đang kia nhá đây, mình cho vào trở lại này đó là nằm vị trí phía xa của mắc cài đằng hai hai bên này đúng không ạ nằm phía xa của mắc cài đằng hai bên đúng không ạ đó như vậy thôi đó cách bẻ khác nhau đúng không ạ một bên là kẹp kìm ngay tại vị trí đánh dấu và một bên là kẹp kìm à, phía xa vị trí đánh dấu không ạ anh bè đó đó là hai lúc của mình hai lúc hai bên nhé cái này sao mình sẽ chỉnh lại xem là cho nó có trở về cung năng của mình này Để cái phần lúc chữ t này thì nó hai chân lúc nó sát với nhau nó nằm trên một đường thẳng còn lúc vòng đối dạng đóng của mình ấy, thì cái hai chân lúc nó nằm trên hai đường thẳng khác nhau thông thường anh dùng khi mà, khi mà bậc thang ấy mình chuyển lại nhé đó, mình chỉnh lại một chút xíu, nó hơi xòe ra một chút rồi. Đấy, sau đó mình chỉnh theo chiều ngang không ạ? Thì thông thường khi mình bẻ sau này mình sẽ bẻ những lệnh lệnh để bù trừ lại sợi xoay của các răng khi mình kéo đóng khoảng ấy khi mình kéo đóng khoảng thì nó có hiệu cuộn mà nó, nó làm răng của mình xoay thứ nhất là theo chiều ngang này theo chiều ngang thì lực tác động để bắt ngoài các răng nó làm răng của mình nó xoay giống như thế này đó tức là cái răng hàm của mình ấy. à, đây là mình vẽ theo chiều chiều ngang chiều ngoài trong nhé, đây là mặt ngoài của răng này, mặt ngoài này gắn cái ben vào mắc cài mặt ngoài đúng không ạ, đây là răng hàm, anh chị tưởng tượng một chút xíu nhé, đây là răng hàm mình, đây là răng răng phía trước các bạn, răng mình kéo nó khoảng hả, đúng không ạ, mình dùng những mắc cài này mình, mình mình kéo với nhau này, lực thế này đúng không ạ, tâm cản của răng ở đây, tâm cản răng này ở đây thì nó giống như là khi mình cầm cái giữa này đúng không ạ giữa ở giữa này lực kéo này đúng không ạ răng của mình nó xoay xoay như thế này đúng không ạ anh chị thử giữ này đúng không giữ tâm cả này giữa này lực chỉ tác động ở mặt ngoài thôi Đó, xoay này làm răng của mình xoay này các răng phần phía gần của răng này phần phía gần đúng không khoảng mất răng đúng không khoảng kéo này nó xoay vào trong phần phía gần này xoay vào trong này nó xoay này đúng không ạ phần này xoay vào trong này đây này đi vào đây này phần này đi vào đây được chưa ạ khi đó tên cái phần dây lúc của mình ấy, nếu mình để nguyên như ban đầu để nguyên như ban đầu này đúng không ạ để nguyên ban đầu là dây của mình nó thẳng này à, lúc của mình thẳng tới hai chân lúc thẳng với nhau này đó thì khi đó là vô tình là cái không không chống lại được sự xoay này đúng không tuy nhiên bây giờ là nếu mình muốn là cái cái răng của mình nó không xoay xoay nữa cái thân răng nó đi vào chân răng nó đi vào thẳng thứ nhất theo chiều ngang này là mình bẻ những lệnh để chống sự xoay này Ở khi đó mình bẻ lệnh này đây đây mình bắt đầu nó thẳng này ha. Thì mình bẻ lệnh này, để xoay này. Được chưa? Để làm cho cái răng của mình xoay theo hướng ngược lại này đúng không? Đó, bên lại tương tự như vậy, thôi mình bẻ lệnh xoay này. Để ra mình xoay theo kiểu như này, chống lại cho xoay này đúng không? Thì hai cái xoay này nó sẽ cân bằng với nhau. Hai cái xoay này cân bằng với nhau. Thì đó là cái cách mình kích hoạt được cái 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 góc là cái cái lệnh này lại in band đúng không? Đó, thứ nhất là mình in band nhé, theo chiều ngang. Đây là theo chiều ngang nhé đó thì mọi người để này kéo chiều ngang này đó mình bẻ thêm mọi người ta thể thấy là mình bẻ thêm phần này để kẹp vào giữa hai chân lúp này kẹp kìm vào giữa hai chân lúp nhé à mình kẹp kìm vào giữa hai chân lúp này này đó đây giữa hai chân lúp này mình bẻ theo chiều ngang uốn vào trong này có thể nhìn thấy nhá đây cung của mình này uốn vào trong này cả phía trước và phía sau đó như vậy thôi đó lúc nào cũng vậy nhá lúc nào thì miễn là mình mình có kéo lăng khoảng có tạo lực thì nó đều cần phải kích hoạt những lệnh như vậy đúng không ạ mọi người có thể nhìn thấy khi mình đưa vào này nó bị cong này này đúng không ạ bình thường nó thẳng thế này đúng không cái cùng mình bình thường nó thẳng thế này khi mình đưa vào này này nó cong này này nó cong vào trong đúng không ạ chống lại sự xoay của các răng bình thường răng này xoè bên ngoài này thì bây giờ mình uốn vào trong chút để tống lại xoay nhá cái răng của mình này xoay ra này, này. Bây giờ mình bé này, nó nói là tạo ra cái hình chữ V giống chữ V vào trong cái này, mọi người nhìn theo chiều ngang này, Đó chữ V vào trong đúng không ạ? Khi đó mình lúc của mình giống cái này, lúc chữ T hay lúc vòng đối dạng đóng gì nhá, đây là chân lúc đúng không ạ? Đó, chân lúc này, mình thấy là bé này, đó, giống hình chữ V này này, đó, hướng vào trong nhá, hướng vào trong, được chưa? Đó, đây bị lúc vòng đối dạng đóng còn lúc chữ T thì hai chân lúc sát nhau, nó tạo chữ V này luôn, lúc như này, đó hai chân lúp này đó trong bên này bên này lúc uh, vòng đổi dạng đóng Thì hai chân lúp vẫn như thế này chưa dạ, ta có hình chữ V hướng vào trong này đó là thứ nhất là kích hoạt theo chiều ngang à, bên lúc lúc vòng đổi dạng đóng cũng tương tự vậy kẹp vào chân lúp này đó, kẹp vào giữa hai chân lúp này đó mình uốn vào trong thôi đó, thông thường mình uốn vào trong như vậy hai bên tương đối cân đối với nhau. Cái thứ hai là khi mình bè này, mình kéo lại đúng không ạ? Nó có hiệu ứng cuộn, làm hai phần này cuộn lại với nhau. Đây, có hiệu cuộn này, tức là kéo phần thân đằng này lại với nhau. Thì khi đó mình cần phải bè các góc tip back và tip forward này, tức bè phần dây này lên để chống lại sự xoay của mình, đúng không ạ? đây mình vừa hướng dẫn bằng cái cách bẻ là lệnh in band out band này đó thứ hai mình sẽ bẻ góc tiếp back và tiếp forward này để chống lại sự xoay đúng không ạ khi mình bẻ này thì các răng của mình bị xoay xoay thân răng xoay về khoảng mất răng này thân răng xoay về khoảng mất răng này bây giờ mình bẻ để đưa chân răng vào để giúp răng mình xoay ngược chiều nhé đấy thì mình bẻ lệnh tiếp back và tiếp forward đây giống như thế này mình bẻ chữ về lên thế này đúng không ạ bẻ như về lên này hướng về ngách trên đỉnh nhé Bình thường dây của mình nó ngang này, nó phẳng theo một đường này. Đó, nó thẳng theo một đường giống như này. Đó. Đây mình chuyển lại này chút nhá. Đó, bình thường cái dây của mình thẳng theo một đường này này. Đó, theo chiều ngang đúng không ạ? Bây giờ mình bẻ cái hướng về phía ngách tên đỉnh, hướng về phía đây. Chữ T hướng về về phía, phía ngách tên đỉnh nhé Đó, kẹp kìm vào chân lúp này. Đó, kẹp kìm vào chân lúp này. Bẻ lên thôi. Nó bẻ lên này góc nhỏ hay góc lớn tùy theo cái mức độ tác dụng lực của mình đúng không ạ nếu mình dùng lực lớn để mình kéo thì cần phải bẻ góc lớn hơn mình dùng lực nhỏ kéo hay bẻ góc nhỏ hơn thông thường là mình hay bẻ góc khoảng tầm 40 độ thôi đó à, đây tức là chữ về hướng về ngách trên đỉnh hay hướng về phía à, cái lúc vậy đây ví dụ là lúc phòng đối diện đóng tương tự như vậy bẻ này thông thường khi mình bẻ lúc hai bên đấy hai bên này mình hãy dùng hai lúc giống nhau nhé đặt như này, này. Hãy xem cái lúc của mình nó ok chưa góc độ bẻ hai bên nó bằng nhau chưa đó, cái chân này mình để nhìn để nhìn này à, mình để ngang này đúng không? hai chân này nó trùng nhau này là góc của mình bằng nhau đúng không ạ không nên để một góc lớn một góc nhỏ nha đúng không đó như vậy mình thấy hai chân nó bằng nhau này nó song song với nhau đúng không trùng với nhau đúng không ạ bằng nhau nó tại vị trí chân lúc này chân lúc bên này chân lúc bên kia thẳng với nhau thì hai dây phía sau mình nó nó chồng với nhau này là góc của mình bằng nhau nhá mọi người có thể để ý này đó khi mình lắp vào này lắp vào như này chẳng hạn mọi người thấy là có góc lên này góc đi lên đúng không ạ góc đi lên này đó thì mình lắp này lắp dây vào thì có góc đi lên này à, phải tương về sau đúng không ạ vị trí về lúc để tiếp ách, tiếp forward thì là mình phải kẹp vào cái chân lúc này của mình luôn này mình kẹp vào chân lúc của mình nhé lúc chữ t như vậy hoặc lúc đó, vòng đối dạng đóng như vậy nhé mình kẹp vào chân lúc này loop chữ t mình cứ kẹp vào đây đúng không ạ mình kẹp vào chân lúc như thế này này bẻ lên nhé kẹp theo bẻ theo hướng vuông góc với hướng mình kẹp kìm đúng không ạ đây hạn kẹp kìm này mình bẻ theo hướng vuông góc lên này lúc vòng đối dạng đóng tương tự như vậy mình kẹp vào chân lúp này được chưa kẹp vào chân lúp này mình bẻ lên này đó mọi người kẹp vào chân lúp thôi theo hướng mình bẻ theo hướng vuông góc với cái, cái chân lúp đó của mình thôi đây mình hãy để này đúng không anh chị thấy là cái chân lúp của mình chân lúp của lúp chữ T đúng không bây giờ lúc vòng nối dạng đóng này nó song song với nhau đúng không ạ đó mà cái, cái phần dây phía sau nó cũng thẳng với nhau nó trùng chồng móng với nhau này là góc của nó bằng nhau thôi đó, đó, là cách mình ước lượng để làm sao để cho, đó, hai góc hai bên của mình nó bằng nhau nhé đừng nên để một góc lớn một góc nhỏ đúng không ạ đây mọi người để ý này đó, những phần này có song song với nhau này và hai bên nó bằng nhau này đôi khi là nhiều người là bảo ở đo góc thế nào cho bằng nhau anh chị có thể dùng thước đo độ mình đo hoặc là mình mình hay dùng bằng mắt mình nhìn như vậy không phải khi nào có cái kè, kè thước đúng không đó hoặc là đo lực cái gì như vậy đó mọi người nhìn thấy là hai đuôi dây nó nó, nó trùng trồng trồng, bóng vào nhau là được tất nhiên là dây trước trước chồng đúng không dây sau chồng thì nó bằng góc bằng nhau thôi đó em mình nhìn bình thường mình nhìn mắt mình mình để này còn đây là mình để đến cam nó đến cái camera thì mình để theo, theo hướng của cái camera này mình nhìn này hơi khó một chút xíu đó đó cách mình làm nhé cách mình làm anh chị có thể là à, nhiều anh chị là có những cách khác để nó dễ hơn hạn nhưng mình thông thường mình làm thế này mình thấy phần dây về trước chồng móng nhau phần dây sau chồng móng nhau này như vậy là được nhé khi mình vẽ các lúc ví dụ như là uh, lúc vòng đối đóng hoàn lúc đóng khoảng chữ t hay là cái gì cũng vậy hoặc là mình vẽ những cái uh, cùng tiện ích cùng đánh lún và uh, các góc để hai bên bằng nhau thì mình làm theo cách đó À, các bạn iPhone phone có hỏi là điểm chấm trên dây cung đặt giữa hai răng cửa hay giữa nhân trung à, thông thường nếu mình bẻ lúc nó khoảng ở đâu thì mình mình đặt này mình đặt cái, cái điểm đánh dấu của mình nhé ở ngay vị trí phía, phía gần khoảng mất răng đúng không ạ đây ví dụ ở đây chẳng hạn là mình muốn gần khoảng trống mình đóng ví dụ như ở đây chẳng hạn mình muốn đóng khoảng trống sau răng hai đúng không sau răng hai của mình này có khoảng trống này bây giờ thử là mình kéo hay răng này rồi thì mình đánh dấu phía gần cái khoảng khoảng trống này đúng không cái xa mắc cài này đây là phía, phía xa mắc cài là hai đúng không? thì phía gần khoảng trống này đúng không ạ? đó, mình đánh dấu nhá còn nếu ở vị trí khe thưa đang cửa thì mình cũng tương tự như vậy thôi. nếu mình đánh dấu phía gần mắc cài hai đang cửa này, hai đang cửa này, phía gần mắc cài hai đang cửa mình đánh dấu mình bẻ vào thôi. đó. còn nếu giữa hai đang cửa mình đánh dấu thì giữa cái dây cùng này luôn này, đúng không ạ? đó, thì cũng là giữa hai đang cửa đúng không ạ? tuy nhiên một số trường hợp, ví dụ à, dây được giữa lệch bên này lệch bên kia có thể như vậy. thông thường mình vẫn để theo cái, cái đường giữa mình kéo lại thôi còn ví dụ là đám khoảng đăng 2, hai đang bài đó thì mình để cái với gần khoảng mất răng này đó, điểm với gần khoảng mất răng hay là để phía xa cái mắc răng hai này hoặc anh chị có thể để giữa này đúng không giữa là 2, tháng 3 nhưng mình mình hay để phía phía xa của mắc răng hai này nhớ mình có bẻ nó nó dài làm chút và mình kích hoạt lúc nó quá một chút xíu ấy thì nó vẫn không bị vướng các răng thứ sau nhé Đấy, bạn gì gọi là dạy bẻ mưu luôn ạ à. bẻ dạy bẻ mưu thì Thứ nhất là đầu tiên các anh chị phải biết được là cái điều trị mưu như thế nào trước đã. Thứ hai để dạy bẻ mưu trong một buổi này thì chắc để một buổi khác nhé. Cái buổi này hôm nay thì uh, hướng dẫn cái này chắc là các anh chị làm nó sẽ hơi hơi một chút xíu đấy, hơi hơi căng một tí đấy. Nếu nên mình hướng dẫn bẻ mưu luôn sẽ không kịp. À, để là uh, một buổi khác ha. À, bạn có uh, ai thích em vào nhóm mà mình chưa hiểu lắm ạ? là bạn muốn tham gia nhóm Zalo hả? À, mình có thể tham gia các nhóm Zalo anh chị có thể bấm là à, các nhóm tỉnh nhà thực chiến đấy là đều được đều, đều, có ạ à. chiều cao các lúc thì lúc nãy mình có chia sẻ đúng không ạ thông thường với lúc chữ T này này mình bẻ khoảng tầm 5 mm chiều cao khoảng 5 mm còn với lúc phòng đối dạng đóng này thì mình chiều bẻ chiều cao khoảng tầm 7 mm nhé với lúc chữ T thì nó nó, nó to hơn ạ anh chị nhìn thấy nó to hơn chút này à, nhưng mà thấp hơn to hơn thấp hơn đúng không còn này nhỏ hơn này này nhỏ hơn thì nó dài hơn để đạt được độ đàn hồi tương ứng là nó giống nhau đó cách mình thường làm ạ khi mà mình làm thì các lúc của mình gần như lực nó gần gần tương đương với nhau chẳng hạn thì để để mong muốn là như vậy tức là gần như cái độ dài của lúc nó bằng nhau lúc dưới t này thì hay là để chiều cao 5 ly chiều dài này ngang 5 ly này lúc phong đối dạng đóng thì chiều này khoảng 2 ly này chiều ngang hai ly và chiều này khoảng 7 ly này À, chỉnh lại máy quay À? à ok. Đó, đôi khi mình nhìn nó không quen đấy, mình nhìn nó không quen trên cái cam này mình hay bẻ thường như nên là thịt toán nó bị lấp. À, nhưng mọi người nhìn được đúng không ạ? À, một bạn Duy có bảo là hay bẻ lúc 7mm à? không biết ảnh hưởng gì không Thì mình có vừa chia sẻ đúng không Lúc của mình dài thì lực đàn hồi nó sẽ tốt hơn nhé Lực đàn hồi tốt hơn Mình sẽ ưu tiên là dùng lực nhẹ liên tục để chỉnh nhà đúng không ạ Thứ hai là mình chỉ lo ngại vấn đề là Nó có vướng môi má lên mặt miệng hay cái thanh môi hay gì của bệnh nhân thôi Còn nếu như là nó không vướng có vấn đề gì cả Nó không vướng hay không cộng không khó chịu gì cả Thì vẫn bình thường à. à, ạ à, Một bạn có hỏi là bẻ lúc kéo răng ba được không ạ để bẻ lúc kéo đăng ba thì có thể để một buổi khác sợ nó thôi không kịp bởi vì bẻ lúc đăng 3 thì khá là nhiều lệnh trên đó mình sẽ kết hợp khá là nhiều lệnh trên đó nhé lệnh chỉnh tọc này chỉnh tiếp này và lệnh để đóng khoảng nữa thì nó khá là nhiều cái cái buổi hôm sau nhé buổi hôm sau mình hướng dẫn mọi người cách bẻ lúc để đóng khoảng đăng ba nhé có anh chị nào có hỏi về phần này không ạ lúc này dễ đúng không ạ như bình thường mọi người hãy bẻ lên thẳng trước ấy mình hãy hướng dẫn hay chia sẻ cách mọi người bẻ dây thẳng trước và sau đó thì thì mình bẻ đến cái dây cái oval này thì dễ hơn còn ban đầu bắt đầu ấy mới bắt đầu là mọi người bẻ đến cái cái dây oval luôn nó đã hơi khó một chút đó. dây oval này những ngày xưa mình học ấy thì mình hãy bẻ đến dây oval này luôn dây mà mình đi trên miệng bệnh nhân ấy thì mình thấy nó hơi khó và sau mình luyện đến dây thẳng cứ mua một cái ống dây thẳng về mình bẻ bẻ hết ống dây đấy kiểu gì cũng, cũng dẻo tay ngay đó, ở thứ hai là mình bẻ trên cái cái ống dây thẳng đấy, dây thẳng mình biết được các lúc mình bẻ có đều với nhau hay không mà có chuẩn hay không. Con bẻ dây oval là mình đôi khi là nó bị méo bên này, méo bên kia nó sẽ không được chuẩn. rất là khó để mình xác định được uh, chính xác. Mà một số bạn hỏi là ở ừ, cái lúc mà mình di gần đang hàm nó khác gì không? Thực ra mình có thể sử dụng lúc chữ T này hoặc lúc vòng đôi dạng đóng. Tức là cứ sử dụng nó khoảng là mình sẽ có thể sử dụng một trong hai lúc đó đều được. Như lúc nãy mình chia sẻ một số lúc khác nữa đúng không ạ? tuy nhiên là mình sử dụng là một làm bẻ những lúc đó mình thấy là độ đàn hồi nó không được tốt này hoặc là mình hơi khó bẻ một chút xíu thì bây giờ mình dùng cái nào mình thấy đơn giản dễ làm đúng không ạ như ngày xưa như một số bạn hỏi đấy cách tính mô men ra nào hoặc là cách tính tỷ lệ là mc f chẳng hạn thì bây giờ mình không tính cái đó nữa đó bởi vì là thực ra để tính đo được cái mô men này đo được lực này hoặc là đo được cái góc độ đo được khoảng cách từ hướng của lực đến tâm cản đó thì nó nó sẽ hơi lằng nhằng hơi khó một chút mình bây giờ mình thấy nó hơi phức tạp mà không cần thiết lắm cho nên là bây giờ mình sử dụng theo cách là mình tạo ra các mô men để kiểm soát chuyển động xoay đó thôi chứ mình không làm theo cách kia nữa đây là một cái cách để mình uh, lúc dựng trục và gì uh, uh, vừa dựng trục và gì gần cái răng hàm này đúng không ạ các bạn đặng như hà là cho em xin mấy ảnh lúc kéo gần răng ba bảy à, lúc kéo gần răng ba bảy à? ok thì mình sẽ, sẽ tìm một số cái lúc để gì gần răng ba ví dụ đây là một cách đúng không đây là một cách đúng không ạ mình dùng lúc này luôn này mình vừa dựng trục vừa kéo chứ gần răng này này răng 37 đúng không ạ đây là răng 37 đúng không ạ đó đây, đợi, hoặc là lúc chứ mình bẻ lúc lúc ấy như này đây mọi người để ý được không ạ đây là lúc chứ lúc chữ gì lúc số 5 này móc số 5 này đấy, đi vào ống bên phụ của răng 7 này vừa kết hợp thêm một lúc này dựng trục này vừa kết hợp thêm cái này để mình kéo mình gì gần cái răng hàm này đó trong mình hay sử dụng cái như thế này kết hợp cả hai đúng không À, một cái cũng được nhưng kết hợp cả hai thì càng dễ hơn thôi Dễ dàng thôi à, Vừa là trên lực phía trên vừa lực phía dưới này Giúp xoay răng tốt hơn Gì gần răng hàm mình tốt hơn Vừa đưa thân răng vào vừa đưa chân răng vào Đó, Cảm ơn anh Hiển ạ Đây, Hy vọng là mọi người bẻ được lúc này hết rồi đúng không ạ Đơn giản đúng không ạ Anh chị nào thấy bẻ đơn giản mình bấm chữ đơn giản ok đúng không ạ à, Ok anh Trương bẻ được rồi đúng không ạ bởi mọi hôm là mình có là làm những cái clip mình chia sẻ về trên YouTube ấy là mình có gửi nhưng mà à, một số anh chị là comment bảo là hơi khó hiểu hoặc hơi bẻ bè chưa được ấy và một nhiều anh chị ở à, trên trên các cái lớp của mình cũng có hỏi là bẻ cái này nó hơi khó à, thì mình làm cái clip nữa mình làm một cái buổi chia sẻ này để hướng dẫn lại cho mọi người để anh chị có thể bẻ được à, chỉnh dàn đều răng sau khi đi các dây cung sau đó đi dây bẻ lúc tức hay đi tiếp dây bẻ lúc ạ à. à, thông thường khi mình dàn đều xong ấy à, thông thường những giai đoạn này thì như các bạn mà đi phòng khám mình đều thấy ấy là mình à, làm đều sản phẳng này xử lý khoảng và mình chỉnh khớp cắn trong cùng một thời kỳ luôn chứ không phải chờ cái này xong mình mới làm cái kia tức là mình vừa làm đều sản phẳng mình vừa di gần mà mình vừa sửa tinh chỉnh khớp cắn luôn ạ à mình lên dây lớn một chút tới 16 22 là mình có thể mình kéo răng hàm rồi. Dây 0 16 là mình kéo răng đanh hoặc cái răng hàm nhỏ nhé. Còn dây 16 22 là mình để kéo răng hàm lớn luôn rồi. Đó, trong giai đoạn đó mình vẫn tinh chỉnh khớp cắn luôn nhé. Thế không không cần phải chờ lên dây lớn đâu ạ. À, thứ hai sau dây lên dây 17 25 này thông thường mình sẽ bẻ lúc này luôn. Ở trên dây 17 25. Đó, còn trên dây 16 22 thông thường là mình vẫn đi mà mình kéo những lực nhẹ thôi để kéo các răng hàm này về trước ạ. À, cảm ơn anh Nam nhé. Rồi, à, tối nào cũng 23 giờ hả? À? Không, bây giờ chỉ có là 2, 4, 5, 6 thôi. còn à, mình vẫn được nghỉ tối thứ ba, tối thứ bảy và tối chủ nhật. Ê, anh chị nào có thể mình mình lên mình chia sẻ thôi, thoải mái thôi. À, tình toàn được nghỉ một chút đúng không ạ? À, nói về lực kéo nhóm nó cửa thì một buổi hôm sau thì mình sẽ nói lại về cơ sinh học nhé. Thì sẽ nói về các lực kéo của các răng luôn, được không ạ? À, lực kéo thì nó khá là nhiều, liên quan cơ sinh học của từng di chuyển răng nữa. À, lực di chuyển tính tiến khác, được làm tồi lún khác, được làm nghiêng răng nó đã khác ạ. À. Đúng không ạ? À, anh Cương là dùng gì xa phân đoạn này, Di xa phân đoạn rất là tốt đúng không ạ? Mình có nhiều ca mình làm gì xa phân đoạn đấy này, này này. Đúng không ạ? Đây mình kéo răng nanh nhé. Mình hay kéo răng nanh này hoặc là kéo các nhóm răng. Đó, với dùng như thế này đúng không ạ? Di xa phân đoạn này. Hoặc là mình uh, di xa răng 6 đấy ạ. À. À, bạn Đặng Huy Hà có hỏi là xin khóa học mưu hả? Ok, thì Hùng Hùng hay Hùng có ở trên Zoom không nhỉ? Thì mình sẽ nhờ bạn Hùng và bạn Vân Anh sẽ, sẽ, sẽ hướng dẫn bạn phần này nhé. Hai bạn quản lý lớp ạ. À. một bạn có bạn Dương có hỏi là hùng ơi em em hùng ơi có mấy bạn hỏi về 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 khóa học miếu ấy thì em hướng dẫn các bạn nhé Thì anh chú anh trả lời xong để hỗ trợ anh tí nhé ok à, thì bạn dương có hỏi bẻ nhiều lúc chữ t trên một tịch cung để kéo khít khe thưa đăng cửa 4 đến năm kẽ đăng cửa được không thì thông thường mà nếu có khe thưa đăng cửa như vậy ấy thì mình hãy dùng chuồn chuỗi mình đóng khe thưa các đăng cửa đó trước và giống như thế này chẳng hạn ví dụ giống này này À, mình đóng kín khe thừa mấy cái đăng cửa này trước này và sau đó mình bẻ lúp đóng khoảng và giữa đăng 2 đăng 3 hạn Nếu mình không dùng bẻ nhiều lúp như vậy đâu, nó không cần thiết đúng không ạ? Đó. Đây ví dụ mình à, dùng cái chun chuỗi này để đóng kín mấy cái khe thừa mấy đăng cửa này lại này. À, mình xử lý khe thừa đóng khoảng khe thừa đó. À, sau đó thì mình bẻ lúp đóng khoảng như này. Ví dụ mà mình gặp rất là nhiều bệnh nhân của mình bị khe thừa. À, bệnh nhân có khe thừa từ vùng đăng cửa này, vùng hàm nhỏ này thì mình kia ra khoảng, đã kéo từ vần đăng 3 này về phía sau trước này. 3, 4, 5, 6, 7 Mình kéo thành một khối riêng 4 là cửa này mình kéo thành một khối riêng Sau khi mình đóng khoảng cái này rồi Mình bẻ lốp như này Đấy, Có thể vừa bẻ lốp này luôn Vừa kéo đóng khoảng mấy cái đăng cửa này Trên cái lúp này luôn Ta à, Dùng chuột chuỗi đấy ạ à. Dùng chuột chuỗi anh chị đi vào đây này Còn mấy cái này thì mình bẻ lốp riêng Nếu mình không bẻ nhiều lốp trên này đâu ạ Một là cái dây của mình nó không đủ dài Thứ hai như vậy thì rất là khó à, Rất là khó để mình mình kéo mà mình kiểm soát được À, bạn Nguyễn Di Tất có hỏi là à, em bé lúc vòng đôi để đóng hai răng cửa giữa cho trẻ em đóng được nhưng mấy cái răng bị cái ra cái vào không nằm trên một đường thẳng làm thế nào bây giờ thì thông thường nếu như khi thông thường do mình à, quá trình mình kiểm soát lực ấy mình kiểm soát lực trên những cái răng đấy nó không được tốt thì có thể gây hiện tượng là các răng nó bị xoay nó bị nghiêng hoặc là nó không nằm trên một mặt phẳng tuy nhiên sau đó thì khi mình đóng khoảng lại rồi thì anh chị có thể sử dụng là à, sử dụng là chỉnh nha hai nhân bốn tức là hai cái mắc cài hoặc ben ở vùng răng hàm phía sau và bốn cái mắc cài của răng cửa ấy thì anh chị xử lý lại là làm đều trở lại nhé bạn có hỏi là bẻ JSS SS được không thầy hay 10 năm hơn thì thứ nhất mình vừa có chia sẻ đúng không ạ à, với các lúc của mình ấy thì các anh chị có thể bẻ đến SS tuy nhiên trên SS thì nó khá là cứng lực khá là lớn đấy thì nếu anh chị bẻ JSS thì anh chị nhớ cái thoạt lực nó nhẹ thôi đó, còn bẻ JSS cũng được ạ Thứ hai về kích thước dây ấy, thông thường mình hay bẻ đến trên 17 25 hoặc là 19 25 để có thể là đưa được chỉnh được cả tiếp cả tọc nó dễ hơn, nó bám sát vào cái răng hơn. Mình thì mình hay dùng mắc cài slot 22 ấy. Thì ví dụ khi đóng khoảng cái răng cửa này này, mình hay dùng dây TMA hoặc CNA 19 25. Đó, còn khi mà mình di xa các răng đanh thì mình hay dùng dây Blue and 17 25 có thể sử dụng dây 19 25 nhưng thông thường mình dùng dây 17 25 để có lực nhẹ nó, nó an toàn hơn này. Đôi khi mới bạn À, lực dây 1925 mình kích hoạt nó hơi qua cho chịu lực rất là lớn ảnh hưởng rất là nhiều đến răng còn với dây 1725 thì lực nó nhẹ hơn thì mình à, mình làm nó an toàn hơn à, bạn hoàn hứa có hỏi là đóng khoảng chỉ đi đến dây lớn phải không bác sĩ à, thì thông thường mình đã đi dây, lớn ạ à. để nếu mình không đi dây nhỏ dây nhỏ thì nó khó kiểm soát được độ tiếp độ tỏ à, và thứ hai nó bị xoay các răng đúng không ạ thông thường mình đi dây lớn đấy dây 17 25 hoặc dây 19 25 ạ à. bạn Nguyễn Trí Cương có hỏi là kéo răng nanh xong kéo bốn răng cửa đỡ mất neo hơn ạ thì thông thường là thực ra nó không hẳn là đỡ mất neo hơn tuy nhiên là mình làm thì mình kiểm soát nó tốt hơn bởi vì cái kiểm soát mất neo của mình nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố như mình làm ấy xong mình kéo xong răng nanh này mình dùng cả toàn bộ khối răng hàm để mình kéo mình răng nanh thì phần này mình đã có chia sẻ rồi đúng không ạ thì, thì nó đỡ mất neo khi mình kéo răng nanh thì gần như không mất neo cái thứ hai là sau khi mình kéo răng nanh xong rồi là mình sẽ sử dụng những biện pháp tăng neo như là À, mình à, buộc khối này, mình dùng cung của cái cung lưỡi này, mình dùng trung uh, liên hàm này, mình tăng neo, mà mình chỉ kéo bốn nâng cửa vào phía sau thôi, thì nó giảm mất neo hơn nhiều. Còn mình kéo kiểu gì, con nó cũng bị mất neo nhá, nhưng mà nó giảm hơn. Từ khi anh chị dùng vít thì nó không mới bị mất neo thôi. đó. cái thứ hai là khi mình kéo như vậy, ban đầu mình kéo đăng nay mình kiểm soát được độ tiếp của độ tọt của nó rất là tốt. thứ hai là sau khi mình kéo khoảng bốn năm cửa, mình phải dùng cơ chế lúp ấy, mình kiểm soát được cái độ tiếp, độ tọt và kiểm soát được cái cái chân răng của nó tốt hơn nhiều so việc là mình kéo theo cơ chế trượt ạ. à, bạn đặng duy hà có hỏi là à, sau khi bẻ lúc gì kéo gần răng 37 thì dựng răng 37 lên thì bẻ dây cung về phía mặt ngay hay về phía lợi thì nếu mình mình à, muốn là dựng trục răng 37 đúng không ạ thì thông thường khi mình kéo vào ấy thân răng nó gì gần thân răng nó thay đổi về phía gần đúng không ạ ví dụ là trường hợp này chẳng hạn à, ví dụ đúng không ạ? Thì những trường hợp như này hạn là khi mình kéo này, thân răng thay đổi về phía gần nhiều hơn, là có mấy cái dây gần hàng hàm. Đây, thông thường là mọi người thấy là cái cái răng hàm nó bị gì gần nhé mới đổ đổ thân đang đổ về phía trước đúng không ạ thì khi đó là mình bẻ này bẻ góc tiếp bách đúng không ạ tiếp bách tức là kéo này cái đuôi dây nó hướng về phía ngách trên đỉnh nhé để cái răng của mình nó nó dựng trục trở lại đúng không ạ à, mọi người đều thấy là mình bẻ góc tiếp bách và tiếp vào cuột đúng không ạ tiếp bách như thế này đúng không ạ cái phục vật này đúng không ạ đó là hình chữ v đúng không này đúng phải phải ngách tên đỉnh cả nhá đúng không ạ đây là ví dụ như này đúng không ạ đấy chữ bé như này này đó, đó là góc tiếp bách đúng không ạ để mình dựng trục lại răng ạ À, bạn Sunflower có bảo là, là hôm nào làm buổi chia sẻ về cung tiện ích và cùng đánh lún ạ. À? Được Ok ạ. À. cái Phần này cũng khá là dễ thôi đúng không? Thì hôm sau mình sẽ chia sẻ về phần này thêm. bạn tâm có hỏi là sao không kéo luôn cả răng ba vào nhóm răng cửa mà lại kéo răng ba trước rồi kéo nhóm răng cửa thì như mình có có chia sẻ đúng không ạ thứ nhất nó liên quan hai vấn đề một là neo chặn và kiểm soát khi kéo răng thì thông thường mình kéo răng ba trước để mình kiểm soát neo nó tốt hơn thế mình dùng cả toàn bộ cả cái cung răng mình cả vùng răng năm sáu bảy và vùng răng một răng hai phía trước để mình đẩy một răng ba ra phía sau thôi đó thì khi đó là nguy cơ mất neo mình nó sẽ giảm sau đó mình mới kéo răng cửa khi mà mình kéo nhóm năng cửa thì khi mình uh, bẻ các lệnh này, bẻ các loop ấy, bẻ các lệnh copy tiếp back tiếp forward này và bẻ các lệnh chỉnh tọc, chỉnh tiếp thì khi đó là uh, mình chỉnh cái răng của mình nó tốt hơn. Đó, tức là mình kiểm soát tốt hơn. Cái vấn đề thứ hai là như, như mình vừa chia sẻ đúng không? À, mình vừa chia sẻ thì khi mà mình kéo theo cái cái trượt của mình ấy, thì nó hơi khó một chút nhá. Thế nên anh chị mà muốn muốn giảm mất neo thì anh chị có thể là cầm vít anh chị kéo là nó không bị mất neo đúng không ạ? Đó tuy nhiên là thông thường đấy khi mà anh chị kéo theo hai kiểu đều được nhưng mà nếu anh chị muốn kéo cả răng nhóm răng nanh và nhóm răng cửa thì anh chị phải đi lên dây lên, lên dây lớn rồi nếu nhà nhà mình thì mình hay gặp những trường hợp mà khi mà đi dây lớn dần lên đặc biệt trong trường hợp mà có chen trúc răng phía trước ví dụ như cái răng hai nó bị kẹt ở bên trong nhà bây giờ mình muốn là đi dây lớn lên thì bắt buộc phải tạo khoảng cho cái răng hai nó chạy ra đúng không thì kiểu gì một là mình phải đẩy cái răng ba về phía sau hoặc hai là đẩy nhóm răng cửa ra phía trước đúng không ạ là, là, làm chia răng cửa ra thì mình không muốn cái vấn đề đó do đó là trong giai đoạn ban đầu mình làm đều làm phẳng đến tháng thứ hai là mình vẫn kéo cái răng đanh về phía sau luôn rồi tức là mình vừa làm đều làm phẳng vừa xử lý khoảng luôn thì không chờ làm đều làm phẳng xong là mình mới mới kéo khoảng đúng không ạ kéo răng khoảng trên cơ chế lúp là anh chị sẽ đa phần sẽ phải làm đều tương đối rồi vẫn đi dây lớn rồi mà dây 17 hay hoặc 19 25 thì khi đó khá là khó nhá khá là khó khá là mất nhiều thời gian để mình có thể mình đi lên được dây đó cái thứ hai là trong trường hợp răng mình đã lệch lạc nhiều ví dụ mình nói ấy, cái răng hai bị kẹt thẳng ở bên trong thì mình phải kéo nó ra trước đúng không? thì mình mới đóng khoảng đúng không ạ? nhưng khi mà nó lệch vào trong nhiều thì mình không kéo ra được thì như mình 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 vẫn kéo răng ba trước và sau mình dùng xong đây mình kéo cái răng hai ra thì nó tiết kiệm thời gian rất là nhiều và tiết kiệm thời gian cho mình rất là nhiều đúng không ạ? Thứ hai cái ý nghĩa chính một là tăng neo kiểm soát neo và kiểm soát khi mà à, kéo lùi chân răng ấy kiểm soát chân răng ấy. Thứ hai là tiết kiệm thời gian cho mình ạ. Nhưng các anh chị đi phòng khám mình đều thấy đúng không ạ? Thì mình đi tháng thứ hai là mình Dây nay tai không bốn hoặc không 16 mình đều có thể mình kéo kéo răng luôn được rồi chứ mình không chờ. Nhưng ngày xưa mình hay đi lên dây là SS17 hoặc SS19 là mình mới kéo. Đấy, theo ngày xưa là đi theo cái đường phái dây thẳng liên tục. Và bây giờ thì đi theo cái là dây phân đoạn này bẻ dây để cắm vít rồi gần như kiểu gọi là thập cẩm ấy, các bạn gọi là thập cẩm ấy. Tháng thứ ba tháng thứ tư là mình vẫn xử lý khoảng này, vừa làm đều vừa làm thoát phẳng này thứ hai là xử lý khoảng luôn kéo đóng khoảng luôn và thứ ba mình vẫn chỉnh khớp cắn trong giai đoạn đó luôn rồi đó chỉnh như kiểu là hoàn thiện luôn đấy như giai đoạn hoàn thiện mình làm ngày xưa luôn đấy là làm ba trong một luôn bác sĩ Hải có hỏi là thời gian làm đều sản phẩm đang bao nhiêu thời gian thì thông thường tùy cái mức độ thôi nếu mà có những bệnh nhân mà răng rất là đều rồi thì có thể một hai tháng là mình thấy là đi dây răng bệnh nhân đều hết rồi đó còn có những bệnh nhân thì răng lệch là khớp cành nhiều đúng không ạ thì rất là lâu nhé thì mình cần phải tạo khoảng cho các răng đó Nhưng hay gặp nhất là trường hợp là Hai răng hai kẹt vào trong ấy, Thì khi đó là mình kéo răng ba xong hết rồi Hoặc là nó hở được khoảng răng hai Đủ chỗ răng hai ra thì mình mới kéo tiếp Thì tùy từng tùy trường hợp ạ à. Nhưng nhà mình bây giờ thì kệ nó thôi Mình vẫn vừa vừa làm mấy cái một lúc luôn Vừa là làm đều làm phẳng Vừa xử lý khoảng luôn Vừa chỉnh khớp cắn luôn Thì nó cũng, cũng không chạy nhau nhiều lắm Bạn Nguyễn Phước Long có hỏi là đóng khoảng hai răng cửa khi răng đã mọc được bao lâu, ý là chân răng đã mọc hoàn chỉnh hay sao? Thông thường mình đóng khoảng răng cửa khi một là cái khe thừa nó lớn quá đã ảnh hưởng vấn đề của bệnh nhân, ví dụ là phát âm này thẩm mỹ hoặc là có vấn đề gì đó thôi. còn không, nếu không thì mình không cần vội vàng. Khi thông thường khi răng hai răng hai răng cửa mới mọc lên có thể nó có khe thừa đúng không? Khi đó thông thường là hay gặp là hai cái răng hai của bệnh nhân đang mọc lên đấy đè ép vào hai cái răng cửa. Đó, nó mọc theo cái chân răng cửa nó lên mà Thì nó hay có thể là đẩy cái chân răng cửa sát vào nhau Thì hai thân răng nó, nó xòe ra Khi mà răng ba mọc lên nó đã hết rồi Còn nếu cái thường lớn quá Thì mới phải chỉnh ạ à, Bạn Nguyễn Trích Cương có Có hỏi là Em có cả bé răng hỗn hợp Em gắn bốn răng cửa hàm trên hàm dưới Và khâu hàm trên hàm dưới Em bé new mu Móc thun hạng 3 3 phần 16 mà em chỉ bẻ lúc kẽ là hai ba và kẽ năm sáu vậy ổn không à, thì với những trường hợp lâm sàng ấy thì tốt nhất là các anh chị có thể gửi gửi hình ảnh của ca đó lên à, hoặc nếu có video thì cũng, cũng được hoặc anh chị gửi hình ảnh ca đó lên có đầy đủ ảnh ngoài mặt trong miệng thì đã tốt nhất còn nếu anh chị nào ổn hơn nữa tốt hơn nữa thì có thêm phim x quang nhé, thì đã dễ hơn còn à, như mình vừa nói đấy thì cái khả năng tưởng tượng bây giờ nó, nó hơi kém rồi cho nên là à, đôi khi là các anh chị muốn diễn tả nó có một cái vấn đề khác nhưng mình hiểu nhầm thằng vấn đề khác rất là nhiều trường hợp như vậy đúng không ạ? Cho nên hơi khó ạ. Bởi vì mình không biết làm ví dụ như là trường hợp này của bạn là bệnh nhân đến mức độ chèn trúc như thế nào này, tình trạng khớp cắn nào hạng 2, hạng 3 hay là hạng 1, độ ấn chia, ấn phủ nào, Đấy rất là khó để mình có thể mình mình nói được ạ. Bạn Nguyễn Anh Tuấn có hỏi là Cung à, cùng dây xa răng 3 có cần đến dây bao nhiêu mới bẻ được không? thì thông thường nếu cùng di xe răng ba thì không cần phải đến dây lớn nào cả mình có thể bẻ trực tiếp từ ban đầu luôn thông thường mà hay đi sau khoảng một tháng ấy để cho nó an toàn nhé tháng đầu tiên coi như là mình là mình đi các dây để là gọi là tạo phản ứng mô trước gần như là cho nó lập quen trước với quá trình nó di chuyển ấy sau đó là mình mới mới bắt nó di chuyển đúng không ạ sau mình bẻ một cái lúc di xe đăng ba thôi móc vào răng ba và một cái móc vào răng sáu thôi mình không cần phải đến dây lớn đâu tháng thứ hai mình vẫn bẻ luôn xử lý khoảng luôn đúng không ạ mình vừa chia sẻ đó cảm ơn anh Hà nhé à, một bạn iPhone hỏi điểm chấm trên dây cung thường đặt giữa hai đăng cửa hay giữa nhân trung nếu bệnh nhân hai đăng cửa bị lệch nhiều nhất là răng dưới ạ nếu thông thường ấy thì mình sẽ đặt là ưu tiên nếu nhưng mà khi cung răng của bệnh nhân tròn đều rồi thì mình đặt giữa cung răng còn nếu như mà cung răng bệnh nhân nó bị có vấn đề ấy thì mình ưu tiên đặt theo đường giữa cơ thể à, giữa nhân trung ạ đó để mình chỉnh cái xương của bệnh nhân luôn đúng không ạ mình, mình, hay làm như vậy kéo ra luôn một bạn uh, dương văn dương văn tỉnh à? Uh, hay... uh, bạn uh, dương văn tỉnh có hỏi là à, cho em hỏi khi bệnh nhân mất răng 36 đã lâu răng 37 38 ghi gần 45 độ muốn đi gần răng 37 có phải dựng trục lại không hai bẻ lúc đóng khoảng được luôn ạ thì thông thường nếu như mà đơn giản ấy, thì anh chị có thể dựng trục trước một chút cho chị kéo cũng được hoặc như mình thì mình hay dùng cái lúc cái móc số 5 ấy, móc chữ gì ấy, kéo ạ. Mình kéo cũng được ạ. móc số 5 móc chữ gì hay là lúc nãy như mình 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 có chia sẻ đúng không ạ? lục thủy có hỏi là ví dụ như bệnh nhân đến răng lệch lạc thì mình cũng nhổ luôn rồi làm đều sản phẩm luôn được ạ. Thì tùy cái mức độ là mình xem là thứ nhất là không phải ca nào lệch lạc mình cũng nhổ răng ạ, mình cần phải có chỉ định nhổ răng ạ thông thường như mình ấy thì mình hãy để sau một tháng mình mới xử lý khoảng mình mới thì mình mới nhổ răng nếu có chỉ định nhổ răng ạ à, còn à, nếu bệnh nhân mà không có chỉ định nhổ răng thì mình sẽ làm đều than phẳng mình tạo khoảng nó đặt vào số đầy này hoặc là nong hàm hoặc cắt kẽ hoặc gì sai gì đó à, còn nếu có chỉ định nhổ răng thì thông thường sau khoảng một tháng mình chỉnh thì mình mới nhổ răng ạ thì mình ở ban đầu bao giờ cũng mình tạo phản ứng mô trước để mình kéo các răng cho nó ổn đúng không ạ bạn gì có hỏi hình này là như nào ạ hình nào hình mình đang chỉ à đây là cách mình bẻ góc nếu hình mình đang chỉ nhé để đấy là cách mình bẻ góc tiếp bách và phải tiếp forward thôi cái này là tiếp forward này đúng không ạ Tớ bẻ phần đuôi dây phía trước về phía ngách tình đỉnh này còn tiếp bách này tức là mình bẻ phần đuôi dây phía sau về phía ngách tình đỉnh này đó là như vậy thôi bạn nguyễn duy tất là à, mong hướng dẫn lại cách châm viêm ạ à. À, cách châm viêm khá là đơn giản nhé châm viêm thì thông thường mình sẽ sử dụng mini vít của mình ấy để mình vặn vào giữa cái, cái giống như mình cầm vít ấy giữa vào cái phần uh, xương của răng giữa hai cái răng mà mình uh, mong muốn di chuyển về ấy. ví dụ cái răng ba này mình muốn kéo về phía sau chẳng hạn mà nó không kéo được mình châm viêm này cắm vít vào đây cắm vít vào đây cắm vít vào đây chẳng hạn cắm xong mình tháo ra nhé để tạo những cái lỗ ấy là giống như các cái lỗ hổng thì nó thì sau là có phản viêm là kéo cái răng của mình ấy nhé mà bạn Nguyễn Mạnh Tuấn có hỏi là mình dùng luôn dây 1925 tiêm mây bẻ lúc chi xa răng 3 thì mình cũng có thể dùng như vậy đó. dùng uh, dây 1925 cũng được ạ à? em mình hay dùng dây năm hơn ngay trên bờ lên thì lo cũng được, khoảng giấy tiền mày cũng được. 1925 thì đối với 1 3 thì lực nó hơi hơi nhiều ấy. Thì mình hãy dùng giấy mình 7, 25 hơn. Tất nhiên là cũng được nhé. Nếu mà như vậy thì kích hoạt từng ít một thôi. Kích hoạt là nhẹ hơn đúng không ạ? Ví dụ giấy 1725 mình kích hoạt một ly thì dây 19 1925 kích hoạt 0,5 0 0,7 thôi. Cứ hai tuần kích hoạt một lần. À, bạn tầm có hỏi là cách bẻ được tận đúng không ạ? À, thì mình nói rồi đấy. Khi mình kéo ra đúng không? Mình kéo ra xong mình bẻ bẻ sát cái của cái ống ben thôi ạ. À. Này, lúc nãy mình có hướng dẫn rồi đúng không ạ? Các anh chị bẻ này. Khi này bình thường đây là lúc bình thường đúng không ạ? Đây là nó nó kéo đóng khoảng hết rồi đây. Còn khi mà mình bẻ thì mình kéo làm chút này, mình kẹp cái cái vào đuôi dây này. Mình kẹp vào đuôi dây này mình kéo ra này đúng không ạ? Thì khi kéo ra này hai chân đúc này nó cách nhau chút xíu này, nó mở ra này đúng không ạ? mình vẽ rộng một chút xíu nha, ví nó mở ra này cái khoảng khoảng này là 1 mm này, khoảng cách là một hoặc một hơn 1 mm một xíu cho mình bẻ đuôi dây này nó sát ông ben phía sau thì khi đó nó giữ là giúp cho lực đàn hồi lúc này lại kéo các răng trở lại với nhau đây là sau khi mà kết thúc cái đóng khoảng đúng không ạ thì mọi người thấy này đó, thì hai chân hai cái phần răng này nó di chuyển lại sát với nhau này bạn iPhone của đạt à anh cho hàm chút sao lại dùng giấy tiêm mà không dùng giấy SS thì mình vừa nói rồi đúng không ạ giấy SS này lực nó lớn hơn rất là nhiều nó cứng hơn nhiều ạ à, lực nó lớn hơn mình mong muốn là dùng lực nhẹ thôi À, nhẹ nhàng thôi nhẹ nhàng tình cảm thôi mình thì mình ít dùng lực lớn lắm nhổ răng hay là ghé đóng khoảng hay gì cũng vậy thì mình mong muốn dùng lực nhẹ liên tục thôi ạ à. lực nhẹ thôi nhá nhẹ nhàng thôi à Nguyễn Mạnh Tuấn hỏi là mình nên kích hoạt các góc khoảng bao nhiêu độ ạ? Thì lúc đã mình nói rồi đúng không ạ? Nếu mình dùng lực lớn thì mình kéo này mình kích hoạt góc lớn hơn. Mình dùng lực nhỏ mình kéo mình kích hoạt góc nhỏ hơn. Ví dụ bình thường là mình có thể kích hoạt góc khoảng tầm 40 độ hạn Cái thứ hai là cái mức mức độ mình mong muốn răng của mình nó di chuyển chân răng ví dụ mình muốn là chân răng di chuyển nhiều hơn mình phải góc lớn hơn đúng không ạ? Cái bạch tiếp phục nó lớn hơn. Ví dụ như phía trước này chẳng hạn này để mình thấy là ừ, mình muốn là chân răng nó đi vào nhiều hơn này hoặc là cái cái này là các bị cắn sâu đúng không ạ mình có thể bẻ góc tiếp phục vượt lớn hơn nhé để mình chỉnh cái đó đã đánh lún cái răng này và chỉnh tọt cái răng này nhiều hơn mình bẻ góc lớn hơn ạ còn nếu mình chỉ muốn chỉnh một chút xíu thôi bệnh nhân đang cắn hở chẳng hạn thì có thể không cần phải bẻ góc tiếp bách tiếp phục vượt đó ví dụ như vậy tùy vào mục đích mình làm nhé đúng không Bây giờ chẳng hạn bệnh nhân đang cắn hở mình đang mong muốn hiệu cuộn đúng không ạ mong muốn hiệu cuộn tức là răng này trồi này để nó đóng được cắn hở đúng không nhưng mình bẻ góc tiếp phục như vậy để làm răng này lún này chỉnh tọt trở lại thì lại để vô tình là làm làm cái làm làm nặng hơn tình trạng cắn cắn hở của bệnh nhân đúng không ạ? Bạn à, Nguyễn Trà mình có hỏi là à, cho em hỏi dây xa răng 3 bẻ dây SS mười tám hai được không ạ? Thì mình vừa nói rồi đúng không ạ? À, dây SS thì lực rất là lớn. Thứ hai là dây cung anh chị dùng dây cung lớn ấy, thì lực rất là lớn nhé, nên là nên hạn chế thôi ạ. Nếu mà anh chị dùng bẻ dây SS mười tám thì cũng được nhưng mà anh chị phải kích hoạt rất là nhẹ mình vừa chia sẻ nghĩ phạt khoảng 0,5 mm một lần thôi nó nhẹ nhàng thôi còn mình hãy dùng dây blue blue ấy 17 25 ấy hoặc tma 17 25 nhé đừng dùng dây lớn quá một là dây 18 25 19 25 thì nó lớn hơn thì chắc chắn lực nó lớn hơn rồi nếu cùng một mức độ kích hoạt cái thứ, thứ hai là ss Đó, bản chất dây đúng không ạ? S thì lực cấp phát nó lớn hơn cái dây Blue Angeloid hoặc dây TMA rất là nhiều nhé